đấy về là có ai biết đâu. Chưa thông báo. Chưa lên một tí nào. Một tác phẩm hoa giấy á, thằng này chắc là hoa giấy tím rồi. Hoa giấy tím anh. Tím này bắt mình đi. Tím này. Con này mà chinh phục xong là tương đối. Rồi, rất là quái và hầm hố. Khó chịu nhỉ? Khó chịu lắm. Con này, khó chịu. Chung nhận con này đúng là một trong những tác phẩm sau này nếu mà làm xong thì nhưng mà hoa giấy thì em nghĩ là không nên chạy dây nhiều. Chỉ đấy có... anh trai anh vừa pha cắt đi thế thôi. Chỉ có định hình theo nó kéo chứ còn hoa giấy mà. Hoa giấy đơn giản mà. Em có ép thì cũng rất nhanh. Không nhưng mà hoa giấy nó ép cũng phải ép đấy. Ép thì làn hoa nó mới đấy. Con này thì anh vừa thông báo là anh lấy về không khai thật với anh em là lấy về 22 triệu đúng không? Anh em nào mà đam mê thì cộng thêm vào chục triệu nữa là giá cả rất là êm thôi. Thì thực sự là đam mê thì anh em nào mà hiểu được giá trị của nó như cũng như Trung Bonsai là một trong những người yêu hoa giấy và cũng đã sưu tầm rất nhiều hoa giấy rồi. Thì thấy là tác phẩm này cũng là một trong những tác phẩm rất là quý. Không có đối thủ đâu. Nếu mà khu vực này thì không có đối thủ đâu. Chỉ chờ một thời gian tím nữa lên. Này, tím ngắt luôn. Con này tím này. Con này Nhật chị này. Vâng, Nhật chị đã mới lấy đấy. Anh đọc lại số điện thoại nhé. 0913 0913 208 466 466 anh Lê Đức Ân. Anh Lê Đức Ân nhá anh em nhá. Đức Ân cây cảnh ấy. Vâng, Đức Ân cây cảnh. Cái kéo này bao tiền cơ? 1850 đó. 1850 cả tiền ship. Đâu đây. Ừ. Ship luôn. Kéo. Vâng. Con kéo dây này đắt hơn. Nó nhiều cái mình cứ nghĩ nó là có cái lẫy ở đây bắn vào đây thì rẻ hơn 1.550.000. À. Còn này con thép trắng. Nó thép không gì. Cái này giá bao nhiêu? Đấy. Cũng đúng rồi, thích vào đây ngay. Còn đấy còn giữ bao năm ở đây. Rồi. Quay kỹ lại cho anh em xem. Này anh em à. Chú Trung để đây đây con này. Con này là gốc bình hiệu. Vâng. Con phải đã bán về cho bộ sử dụng. Con lấy từ cái năm sốt đây. Đẹp quá. Nói chung là chuyển thế ngoạn mục và anh đã cắt được rất nhiều tác phẩm ra rồi. Cây này anh vừa nói là anh cắt được thành 4 cây rồi. Không biết là như thế nào nhá. 4 cây là đúng thôi. Vì cành nó rất là nhiều và dài rộng. Thì tác phẩm này đã có những nhát cưa và nhát đục để quyết định một tác phẩm bonsai nghệ thuật. Những tác phẩm hoa giấy tầm cỡ như này thì chỉ có những anh em nào đam mê thật sự mà muốn thổi hồn vào đây nhé. Đây. Gầm hốc hang hốc kinh khủng. Vậy là tác phẩm này phải là khoảng 32 triệu anh em ạ, người ta được. Chỉ còn vài đường đục, vài đường cắt thôi. Đã có một tác phẩm phôi rất là quý. Ngày xưa ta để trên trúc một cái đôn. Cái đôn mà... Ôi, cái đấy không phải cây của ông đâu. Đúng rồi mà năm điên mà này. Không, nhưng không phải cây này. Cái này tao bán cho thằng Hoàng Hóa, Hoàng Hóa mới bán xuống Sầm Sơn cho phải. Nhà thằng Hiệu Thuốc. Không phải cây này đâu. Con của ông đấy là con khác rồi. Đấy con khác, con của ông. Con đấy của ông nó thẳng cái này lên hơn tí. Bề nó không có chất như này đâu. Trước định mua một con ghép đôi họ bảo ở dưới đấy. Nhưng mà cháu xuống xem. Con của ông nó để trên trốc đôn. Đấy mua Sầm Sơn gì nè. Không, nhưng mà con đấy con khác. Nhưng mà con để trốc đôn của ông là cháu xem rồi, nó không phải con này. Con này chắc là giá trị cái cây của thằng Sầm Sơn đấy nhá. Đây còn một con nữa, nhưng mà giờ họ đang cắt họ làm lại tay. Cũng kiểu giống này nhưng mà tao vào thì nó không hợp để mua cả. Đẹp quá. Bán cái thằng Nguyên Sầm Sơn như Hoàng Hóa mà. Không phải cái đấy đâu. Con này xén tán nó mỏng rồi đẹp. Vâng. Thì con đang này... kiếm trọng khác bầu hơn tí. Nhưng con này anh không làm tay đuổi về sau thì vẫn không, là... không làm một tàn thôi. Vâng, anh làm mỗi tàn này với tàn vâng. này thôi. Vâng. Ý tưởng thì được các anh đưa ra rồi. Thì tất nhiên là cây này mà cắt ra thì chắc là anh em cũng bất ngờ thôi.
Thì cái này bữa nay thì để bận nó chưa cắt. Bữa nay mình có cưới vườn không hay là mình chỉ có ấy không anh? Em cũng khoảng tháng nữa mình có. À có anh và anh cũng đang bố trí vì nó đang vướng một số cái là anh em nó xếp sắp lại đã. Vâng. Ừ, cho em nghĩ là một cái không gian như này thì nên luôn để cho anh em người ta biết đến. Rồi. Thì anh em chúng em sẽ có trách nhiệm là đưa cái hình ảnh này đến gửi tới tất cả anh em đam mê trong và ngoài nước để người ta có thể biết đến về cái vườn của anh. Thì lúc nào mà các anh có dịp mà có thông báo cụ thể thì cứ thông báo trước cho bọn em một tí để bọn em có cái lịch thông báo anh em cũng có thể rất là vườn thì cái này bao nhiêu? Cái này 60 nhỉ. Con này em răm mà đẹp lắm. Cái này nó nghệ thuật. Vâng. Anh đang bảo chơi một tay bên kia đấy. Một tay ngọn anh ạ. Em mà chơi gì chơi vậy thôi. Hết tay em băm ra mỏng dính như đẹp lắm. Đúng rồi, mỏng dính đấy. Em đang xếp cho nó mỏng dính luôn. Một tay ngọn đúng không ạ? Bây giờ chơi nó cách tân thì chơi thì luôn luôn có ý tưởng ở trong này rồi. Cũng rất mong anh em đóng góp cho một cái ý kiến rằng là cái này có nên lại không? Kiếm một cái chậu tàu. Tức là nó không top chỗ này nữa. Mà nó phình chỗ này. Đấy, cái chậu tàu thì bao giờ cái chiều này nó hơi vuốt thế này đi. 2 chiều trước. Cái tàu này là tàu phủ lý. Còn đây là tàu phủ lý này này. Đúng kiểu này. Nhưng mà đẹp đấy, tàu phủ lý đẹp nhá. Phủ lý đẹp chưa tinh. Cái này đang xếp mẫu của tàu. Cái này đang xếp đánh giống như thế. Đấy, đấy kiểu mẫu của tàu đấy. Cái lấy để bán không? Cái lấy để bán hay là thế nào? Bán, vừa bán vừa dùng mà. Bán bao nhiêu một cái vậy? Vâng, nó tùy đấy, chú lợi chú nắm. Có hơn 2, có 200 mấy cái to, 150 cái bé. Cái vừa xe ba gác vừa chở. Vâng. Đẹp quá, nhiều cái đẹp. Anh có một cây đi vào nhà đi. Đẹp như nó nằm nét. Anh này vừa mang hơn chục cây đi triển lãm rồi. Anh mang đây á. À đính nhân à. Vâng, chính hôm nay bọn em cũng vào đấy nhưng mà bảo về đây các anh đi tham quan. Đẹp ngoài đấy anh đang mang đấy. Vâng. Bây giờ nhà ông nước có cây này về và lấy được các đẹp lắm. Ông kia ở ngoài vườn nữa cơ mà. Con này giống con bác Dịu thế. Đúng không? Con này này. Một đôi mà này. Một đôi mà đúng rồi, tôi chết rồi. Mình quay lại cái giật mình thì tưởng tác phẩm của bác Dịu đây đang nằm ở vườn đây. Đẹp quá. Thấy phôi đẹp là phải chĩa máy vào ngay. Để cho những bác nào mà đang có một ý định chăn nuôi thêm thì cũng có về đây Hà Nam đây. Ngoài này anh em người ta luôn luôn tiên phong đi trước. Những cái phôi già luôn được quy tụ về đây. Rồi. Đấy. Bên cạnh đây những cái phôi đang được đục đẽo đưa về. Úi xồi ôi, vừa được cấy đây. Để tiếp tục theo các anh vào bên trong nhá. Bên trong kia với là đàn hoàng quý, đặc biệt là có những giống lan cũng như giống mẫu đơn đang nói là trên vài tỷ. Thì rất mong anh em chờ đón xem bằng cách nút đăng ký và nút chuông nhé để theo dõi video tiếp theo. Có điều bất ngờ bên trong kia, Trung Bonsai sẽ tác nghiệp và ghi hình tới tất cả anh em. Đó, đây là khuôn viên vào nhà anh. Đặc biệt là các bác cũng đang tích cực dồn công sức vào để trong vòng nửa tháng nữa anh sẽ tổ chức cưới vườn. Nói để cưới vườn thôi cũng là muốn ra mắt vườn để cho anh em ở xa có cái cớ để về vườn anh em chúng tôi tham quan nhé. Anh em tôi rất nhiệt tình đón tiếp anh em ở xa gần, đặc biệt là những anh em mà yêu cây cảnh, các phu nhân có thể đi theo hỗ trợ. Đó, khu như này anh em xem có thể có được không. Cả vườn của anh em chúng mình không bằng một cây của người ta thôi, để anh em cũng từ từ chiêm ngưỡng nhé. Có những cái phôi này thì cái độ hoàn thiện nó đã có sẵn rồi nhưng các anh vẫn quyết định hạ thủ đưa về phôi. Đẹp quá. Không thể tả hết được. Thì Trung Bonsai cũng xin dừng video ở đây. Tiếp tục đi vào bên trong. Các anh đang gọi rồi. Xem là có cái nhánh lan nào mà các anh đang nói là vài tỷ nhá. Là những cây mẫu đơn khủng.
Đúng rồi. À, cứ mỗi lần một triển lãm là các anh lại quy tụ về một số tác phẩm. Ở đâu có cây nào, ở đó có những anh yêu cây cảnh tìm đến nhé. Thì các anh cũng vừa gặp ở bên vườn anh Tâm Phạm rồi. Bây giờ đang tiếp tục theo anh em chúng tôi sang vườn anh canh bên cạnh đây. Đơn này anh em, đơn vàng nhé, không thiếu nhé. Giá cả rất là hợp lý thôi. Anh em alo theo số điện thoại chúng con sai đã cung cấp nhé. Vâng. Ê, các sếp đang gọi vào trong rồi.